Dạ rồi, xin thân ái kính chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Rồi hôm nay thì vườn của bạn Nam ha tiếp tục lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai hàng thành phẩm để cô chú anh chị mình mua về cho Tết năm 2023 cô chú anh chị ha. Thì hôm nay vườn bạn Nam lên giao lưu có cây dáng đổ nè, dáng bay cô chú anh chị ha. Đó, cô chú anh chị mình ha vào xem ủng hộ cho bạn Nam nha cô chú anh chị. Mấy cây này mà mình để bàn là tuyệt vời ông trời luôn cô chú anh chị, quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Xuất sắc nha. Đó. Mình vô cái chậu ống đó ha, để bàn làm việc cũng đẹp nè, để bàn tài cũng đẹp nè, để bàn giữa nó sổ sổ nó rủ xuống mà nó lên bông tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Thì cô chú anh chị mình vào xem ủng hộ cho bạn Nam nha. Thì hôm nay bạn Nam giao lưu có đại lộc nè ha, vỏ nhung vỏ thơm vỏ đa phúc đó, rồi cúc vàng thọ 50-70 cánh nè ha, cúc hoàng hậu cô chú anh chị, cúc cam có luôn cô chú anh chị ha, nó giảo siêu nụ cũng có, giảo tự xoắn cũng có luôn cô chú anh chị. Vườn bạn Nam ha rất là nhiều nha cô chú anh chị ha, giảo phú tân cũng có cô chú anh chị ha. Đó, thì em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu ha. Mà trước hết ha, em cũng mong cô chú anh chị mình trước khi xem clip ha, cho em xin một like, một đăng ký kênh để khi kênh ra những video mới cô chú anh chị mình nhận được thông báo để vào xem nha. Và em cũng xin mời cô chú anh chị mình vào gặp bạn Nam để mình giao lưu cô chú anh chị ha. Rồi, chào bạn Nam ơi. Rồi, chào bạn, chào cô chú anh chị gần xa nha. Hôm nay đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống thì cô chú anh chị mình lấy bo ghép hoặc là mình dưỡng là mình chơi Tết 2023 nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi thì không mất thời gian của cô chú anh chị nữa ha, vào cây đầu clip ha, là mã số 25N nha cô chú anh chị. Rồi. Mã 25N cô chú anh chị ha. Rồi, một cây thọ hương dáng bay dáng hơi bay mà hơi đổ của chú anh chị ha. Ghép đế gồng luôn cô chú anh chị ơi. Gồng 3 lượng luôn ha. Đó, liền cốt 100%. Đó, cây này vô dây chỉnh sửa rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, mấy cây này mình mua về nói chung mình để bàn là tuyệt vời nha cô chú anh chị, rất là đẹp nha. Rồi. Đó. Cây thì đang nói chung cũng đang đi đọt rất là ok cô chú anh chị ha, thông số luôn nha Nam. Rồi đó. Rồi. Cái này quanh nó chắc là bự hơn cỡ bằng ngón tay út của cô chú anh chị, bự hơn ha. Về quanh thì được 5 nha cô chú anh chị. Rồi quanh 5 ha. Quấn đế gồng ha, được 3 lượng ha. Rồi chiều cao là được 44. Rồi, chiều đổ. Chiều đổ là được 68. Rồi. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá chia 250.000 bên phía ship ha. Rồi 250.000 cây dáng đổ quá đẹp, để bàn tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Đó, mình rồi. Chốt cây này là ngon lành nha. Đổi cây. Rồi, mã số 25N. Rồi, tiếp theo cây mã số 26N. Rồi, tiếp theo là mã số 26N, cũng là một cây đại lộc nha cô chú anh chị. Rồi, nguyên cái cũ nó cô chú anh chị ha. Đó, quá trời cái cũ luôn. Rồi, liền có 100% nha cô chú anh chị. Rồi. Quanh thân của cây ha là được 6. Rồi. Quanh cũ là được 13. Rồi. Chiều cao là được 58. Tán ngang là được 48. Rồi. Rồi, cái này giao lưu với cô chú anh chị mình chỉ giá 290.000 bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi, mình đổi cây luôn các bạn. Rồi, em xuống cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 27. Rồi, tiếp theo là mã số 27 anh nè, cũng là một cây cúc hoàng hậu, hoàng ha. Hậu nha cô chú anh chị. Rồi, cây này quấn đế rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Đó. Có thù quái của chú anh chị ha, hình bông nha cô chú anh chị, cái bông 4 cánh rồi cô chú anh chị, 1, 2, 3, 4 cánh bông nha cô chú anh chị. Rồi, quỳnh thân là được 5. Rồi. Quỳnh cái củ bông ha là được 24 nè cô chú anh chị. Rồi, chiều cao là được 80. Tán ngang được 49. Rồi. Rồi, cái mã số 27N này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá chỉ là 250.000, em vào phía ship luôn ha. Rồi, đổi cây luôn các bạn. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo là mã số 28N nè, cũng là một cây cúc vạn thọ ha cô chú anh chị. Rồi, cúc vạn thọ 50-70 cánh ha. Đúng rồi. Rồi, cỡ nguyên cái củ đế nè cô chú anh chị, củ đế gắn luôn cô chú anh chị ơi. Nó rất là đẹp nha. Rồi, hoành thân là được 6 ha. Rồi. Đây, nguyên một cái hoành củ rắn nè. Là được 23. Rồi, cây tàn khá luôn cô chú anh chị, nốt nụ ngon lành nha. Chiều cao 82. Tán ngang là 5. Ủa, đó lộn. Tán ngang là 53. Rồi. Rồi, cái này giao với cô chú anh chị mình giá cũng là 250.000 bao phí ship ha. Rồi. Là mã số 28N nè. Đổi cây. Rồi, tiếp theo mã số 29N. Rồi, tiếp theo là mã số 29N, cũng là một cây đại lộc nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này củ đế đẹp ha, tàn đều luôn cô chú anh chị, nốt nụ thì ngon lành luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Quỳnh thân là được 6. Củ là được 17. Những cái củ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 64. Tán ngang là 54. Rồi.
Rồi, cái đại lộc này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá là 290.000 bao phí ship luôn. Rồi, ở cây luôn anh. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, chiếc cây là mã số 30N. Rồi. 30N là một cây cúc cam nha cô chú anh chị. Rồi. Cũng vấn đế gắn luôn nè. Rồi. Hoành thân là được 5. Đế gắn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, hoành củ rắn ha là được 29. Rồi, cúc cam nha cô chú anh chị. Rồi, chiều cao là được 75. Tàn khá luôn cô chú anh chị. Tán ngang là được 67. Rồi. Rồi, cây cúc cam này ha. Thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình, giá chỉ là 300.000 phí ship ha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo là mã số 31N. Rồi, 31N cũng là một cây dẻo thơm ha cô chú anh chị. Tàn khá không cô chú anh chị ha. Bông rất là thơm luôn. Nốt nụ thì ngon lành nha, cho rồi, nụ hết. Bình thân là được 6.5, nó tính 6 thôi. Củ là được 12. Chiều cao và được 70. Tán ngang 54. Rồi. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị mình giá chia 300.000 phí ship ha. Rồi mình đổi cây luôn các bạn. Rồi mã số 31N. Rồi mã số 32N. Rồi 32N cũng là một cây đại lộc luôn cô chú anh chị. Cây này tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Rồi bình thân là được 6. Rồi củ đế cũng có cô chú anh chị ha. Chiều cao 68. Rồi. Tán ngang 48. Rồi. Rồi cây đại lộc này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá chỉ là 280.000 bao phí ship ha. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, em xuống cây. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo mã số 33N, cũng là một cây dẻo nhung nha cô chú anh chị. Rồi, dẻo nhung ha. Rồi. Bình thân là được 6. Rồi. Chiều cao là được 64. Tán ngang 60. Rồi. Rồi, cây dẻo nhung này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 300.000 bao phí ship ha. Rồi, là mã số 33N. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 34. Rồi tiếp theo là mã số 34N. Cũng là một cây đại lộc hết cô chú anh chị. Cây này rồi. Đang vô nút nụ ngon lành nha cô chú anh chị mình. Đó. Cây này chú nói chung là vô nút hết rồi cô chú anh củ chị. Củ đế là nè cô chú anh chị ha. Ngon lành nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn nha bạn. Rồi, hoành thân là được 7 ha. Rồi. Hoành củ là được 16. Rồi. Chiều cao là được 59. Tán ngang là được 45. Rồi. Rồi, cây đại lộc này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 290.000 em bao ship ha. Rồi, đổi cây luôn mà. Rồi, mã số 34N. Rồi, tiếp theo cây mã số 35N. Rồi, tiếp theo là mã số 35N, cũng là một cây mai xoắn nha cô chú anh chị. Rồi, cây này cây quấn thân nha, xoắn nhạt luôn cô chú anh chị. Xoắn rất là nhạt luôn cô chú anh chị. Trời nụ nè cô chú anh chị thấy không? Đó, quá trời nụ luôn nha. Già mùa cô chú anh chị liền có rồi nè. Cây này về ha cô chú anh chị mình vô một cái chậu mà đẹp đẹp ha cho nó xỏ xuống ha. Là bông đặt cây luôn nha cô chú anh chị. Củ đế ngon lành luôn cô chú anh chị. Cây này thì nó nụ ngon ha. Cây này nó già mùa rồi ha, được một mùa mấy rồi nha cô chú anh chị. Rồi. Nên bông thì ra rất là nhiều. Rồi hoành được 6 ha. Rồi nụ nè cô chú anh chị nhìn ha. Đó. Quá trời luôn ha. Rồi củ là được 16. Rồi. Chiều cao là 30. Tán ngang là 42. Rồi. Rồi cái mã xoắn này giao lưu với cô chú anh chị mà giá chia 300.000 bao phí ship ha. Là mã số 35N nha cô chú anh chị. Rồi. Mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo mã số 36N ha. Rồi tiếp theo là mã số 36N là một cây cúc ở một cây siêu nụ nha cô anh chị. Rồi một cây dẻo siêu dẻo nụ của anh chị. Cây đang phát triển đi đọt rồi cũng ngon lành cô chú anh chị ha. Đó, nốt nụ thì về về luôn rồi cô chú anh chị nhìn nè. Nhiều lắm nha cô chú anh chị. Củ đế nè cô chú anh chị, nguyên cái củ quá trời luôn cô chú anh chị. Đó. Rồi, đa thông số luôn bạn ơi. Rồi. Hoành thân của cây là được 6. Rồi. Củ là được 16. Chiều cao là được 82. Tán ngang là 65. Rồi. Rồi, cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 320.000 bao phí ship ha. Là một cây siêu nụ nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi thì em. Rồi, thì cây này là cũng là một cây cuối clip luôn nha cô chú anh chị. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip và ủng hộ em trong cái clip trước nha. Thì số điện thoại Zalo của em là 0866459094 và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ ạ. Rồi, rồi em cảm ơn ạ. Em cũng thay mặt cho kênh cũng như là bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho bạn Nam trong cái clip trước ạ. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem ủng hộ cho bạn Nam cũng như là kênh ạ. Trong quá trình quay clip có gì sơ suất mong cô chú anh chị mình bỏ qua cho kênh ạ. Thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ. Cô chú anh chị mình xem hết clip 200 xin một like và đăng ký kênh để khi kênh ra video mới của chú anh chị mình nhận được thông báo để vào xem sớm nhất nha. Em xin chào ạ.